Xin kính chào tất cả quý vị anh chị của các bạn. Hôm nay là trận thi đấu giao hữu giữa đội khu 1 Yên Thành và câu lạc bộ anh em. Khu 1 Yên Thành là phía bên tay phải mình các bạn, còn đội câu lạc bộ anh em là bên phía tay trái mình các bạn. Đội khu 1 Yên Thành ra quân trang phục là áo xanh quần đen. Gồm có cầu thủ áo đen quần đen là cầu thủ Thanh Đạt. Cầu thủ số 7 là Thành Trung. Cầu thủ số 3 là cầu thủ Độc Đắc. Số 14 là Idol Thông Thông. Và cầu thủ còn lại là cầu thủ Phương Thinh Học. Còn ra quân câu bộ anh em gồm có số 04 là Khắc Long. Số 6 là Đức Huy. Số 8 là... Cái tên gì? Đức Quý, Đức Quý. Vâng, số 8 là Đức Quý, số 7 là Hoàng Thái và số 10 là Quang Hà. Đội câu bộ anh em ra quân với đội hình là khá mạnh. Vậy là trận thi đấu chính thức bắt đầu. Trận đấu thứ nhất là Vâng, trọng tài đang cho hai đội đang dạo bóng. Vậy là trận thi đấu chính thức bắt đầu. Trong trận đấu thứ nhất này thì đội câu bộ anh em là người giao bóng trước. Là Quang Hà sẽ là người giao bóng. Một pha giao bóng rất tiếc không qua lưới. Điểm cho đội khu 1 Yên Thành 1-0. Cơ hội phản công cho Yên Thành. Pha xử lý vừa rồi là của Độc Đắc. Rất tiếc pha xử lý bóng không thành công của cầu thủ bên phía khu 1. Điểm cho câu bộ anh em 1-0. Phương Đình Ngọc, một pha xử lý rất khó chịu của Phương Đình Ngọc. Các cầu thủ bên câu bộ anh em vẫn phòng thủ tốt. Cơ hội phản công cho anh em. Một pha bỏ nhỏ rất tốt của Khắc Long đã mang về điểm số cho đội anh em 2-1. Đức Quy phát bóng rất tiếc lại không có lưới. 2-2 cho khu 1 Yên Thành. Hai tình huống mất điểm rất đáng tiếc của câu bộ anh em. Bước một tốt của Khắc Long. Ở đây Quang Hà rất hay. Một tình huống kẻ y của Quang Hà đã mang điểm số cho câu bộ anh em 3-2. Quang Hà đã lên tiếng với tình huống ghi điểm rất đẹp mắt. Thanh Đạt và xử lý chưa thành công. Bước một tốt của Thanh Đạt. Idol rất hay. Vừa rồi Idol Thông Thông đã lên tiếng với tình huống đánh bóng về cuối sân, mang về điểm số cho khu 1 3-0. Rất tiếc tình huống phát bóng vừa rồi là của cầu thủ Thanh Trung đã không qua lưới. Điểm cho câu bộ anh em 4-3. Một pha phát bóng rất khó chịu của Hoàng Thái. Khắc Long rất tiếc tình huống đập bóng rồi Khắc Long đã ra ngoài. Điểm cho khu 1 4-0. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng. Nam ơi, Nam em ngồi xuống em ơi. Phản công rất mạnh, rất tiếc không có lưới. Pha đập bóng uy lực vừa rồi là của Đức Quý. Điểm cho khu 1 5-4. Hoàng Thái và chắn bóng tốt vừa rồi là của Độc Đắc. Độc Đắc có tình huống mang điểm số cho khu 1 6-4. Khắc Long rất hay. Một tình huống đập bóng đẹp mắt của Khắc Long. Một tình huống lên tiếng rất khét đến từ Khắc Long và mang điểm số cho câu bộ anh em 5-6. Bước một tốt của Thanh Đạt. Quang Hà. Vừa rồi Quang Hà đã mang điểm số cho câu bộ anh em 6-0. Và điểm số là trở về thế cân bằng rồi.
Đúng một tốt của Thanh Đạt. Rất hay. Một pha xử lý tốt của Idol Thông Thông đã khiến cho Đức Quý đã không xử lý được tình huống vừa rồi. Điểm cho khu 1 76 rồi. Và là trọng tài đã bắt lỗi các cầu thủ bên phía câu bộ anh em. Điểm cho khu 1 86. Bước một tốt của Quang Hạ. Thì được phản công cho khu 1. Cơ hội cho khu 1. Đồng Đức. Và bỏ nhỏ rất khó chịu của Đồng Đức. Và hùng thủ tốt của Thành Trung. Và chắn bóng tốt của Hoàng Thái. Vừa rồi Thông Thông đã đánh bóng không qua được tay chắn của Hoàng Thái. Hoàng Thái đã giành điểm số cho câu bộ anh em 7-8. Bước một tốt của cầu thủ Thành Trung. Đồng Đức. Khắc Long. Không phải, vừa rồi là Đức Huy. Idol. Rất hay. Idol này mang điểm số cho câu bộ khu 1 Yên Thành 9-7. Bóng vẫn còn. Khắc Long. Cơ hội phản công cho khu 1. Rất mạnh. Tình huống đập bóng của Độc Đắc đã trúng tay chắn các cầu thủ bên phía câu bộ anh em. Điểm cho khu 1 10-7. Tình huống đập bóng rất tốt của cầu thủ Độc Đắc bên phía khu 1. Rất tiếc là cầu thủ Thành Đạt đã phát bóng không qua lưới. Điểm cho câu bộ anh em 8-10. Một tình huống mất điểm rất đáng tiếc. Đối một tốt của Phương Thích Ngọc. Một lời pha xử lý bóng tinh quái của Idol Thông Thông đã khiến cho Hoàng Thái mắc bẫy. Không 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 ông ơi, ông ơi, Hoàng Thái là phạm lỗi rồi. Ông ơi, là trọng tài đã bắt lỗi của Idol Thông Thông. Điểm cho câu bộ anh em 9-10. Chúng ta hãy tôn trọng quyết định của trọng tài. Tình huống đập bóng vừa rồi của Idol Thông Thông đã ra ngoài, rất đáng tiếc. Điểm cho câu bộ anh em 10-0. Và điểm số này trở về thế cân bằng rồi. Phản công. Cơ hội cho anh em Khắc Long. Pha hùng thủ tốt của Idol. Quang Hà. Tình huống đập bóng của Quang Hà đã trúng tay chắn cầu thủ bên phía đội khu 1 ra ngoài. Điểm cho đội anh em 11-10. Vậy cầu thủ bên phía câu bộ anh em đã vượt lên. Bước một tốt của Phương Thích Ngọc. Rất mạnh. Và phòng thủ tốt của Thanh Đạt. Gọi là trọng tài bắt lỗi dính bóng của Độc Đắc. Điểm cho câu bộ anh em 12-10. Rồi phản công. Tình huống xử lý bóng an toàn của Quang Hà. Cơ hội phản công cho khu 1. Thành Trung. Rồi Đức Quý đã phòng thủ tốt. Không không. Bóng vẫn còn. Idol. Bóng vẫn còn. Rồi phản công. Ai đây? Tình huống xử lý bóng ra ngoài của Đức Quý. Điểm cho khu 1. 11-12. Bước một tốt của Đức Huy. Chắn tốt. Bóng vẫn còn. Cầu thủ hai đội đã phòng thủ tốt. Khắc Long. Chưa được. Gọi là trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm cho khu 1 12 đều. Về điểm số này trở về thế cân bằng rồi. Khắc Long. Rất mạnh. Tình huống chắn bóng tốt của cầu thủ Thành Trung và Thành Đạt mang về điểm số cho khu 1 13-12. Vậy cầu thủ bên phía khu 1 đã vượt lên rồi. Tình huống mang về điểm số của Quang Hà. Quang Hà có tình huống đập bóng tốt, bóng đã chạm tay chắn cầu thủ bên phía khu 1 ra ngoài. Điểm cho anh em 13-0. Hai đội đang giằng co từng điểm số một, chơi rất ngang bằng.
Tình huống chuyền hai khó á. Vừa rồi là idol Thông Thông đã xử lý bóng không thành công. Điểm cho câu bộ anh em 14-13. Cơ hội phản công cho anh em Hoàng Thái. Có hùa thủng thường pha phòng thủ tốt của Độc Đắc. Quốc Quý. Tình huống bóng ra ngoài rất đáng tiếc. Điểm cho khu 1 14-0. Hai đội đang chơi rất ngang tài ngang sức. Quang Hà chắn tốt. Pha phòng thủ tốt của Độc Đắc. Một tình huống bỏ nhỏ rất khó chịu của Đức Quý. Các cầu thủ bên phía khu 1 đã phòng thủ tốt. Ai đây? Cơ hội phản công. Độc Đắc. Phản công cho anh em. Bóng vẫn còn. Thành Đạt. Rất hay. Và là bóng tốt của Thành Đạt đã khiến cho Hoàng Thái không phòng thủ thành công. Điểm cho đội khu 1 15-14 rồi. Vậy là khu 1 lại vươn lên. Ai đây? Quang Hà. Rất tiếc tình huống đập bóng không qua lưới của Quang Hà. Điểm cho khu 1 16-14. Vậy là hai điểm được các cầu thủ, là khoảng cách mà các cầu thủ bên phía khu 1 tạo ra trước câu bộ anh em rồi. Một mùa tốt của Khắc Long. Rất mạnh. Các cầu thủ theo chắn tốt là Độc Đắc và Thành Trung đã vô hiệu hóa tình huống đập bóng rồi là của Đức Quý, mang điểm số cho khu 1 17-14. Các cầu thủ bên phía khu 1 đang chơi tốt. Khắc Long. Và đội bóng của Khắc Long đã mang điểm số cho câu bộ anh em 15-17. Một tình huống đáp trả rất đúng lúc của Khắc Long để giành điểm số cho đội anh em. Idol chưa thành công. Bóng vẫn còn. Một tình huống cứu bóng rất cố gắng của khu 1. Bóng vẫn còn, cơ hội cho khu 1. Phương Đình Ngọc. Rất đáng tiếc, tình huống đập bóng vừa rồi là của cầu thủ Phương Đình Ngọc đã ra ngoài. Điểm cho các bộ anh em 16-17. Khoảng cách chung 1 điểm thôi. Hoàng Thái. Bóng vẫn còn. Gọi là bóng là chạm bàn tay rồi. Điểm cho khu 1 18-16. Một tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của cầu thủ Thành Trung. Một pha phát bóng rất khó chịu khiến cho Đức Quý không phòng thủ, bắt mồ không thành công. Điểm cho khu 1 19-16 rồi. Khoảng cách là 3 điểm được cầu thủ bên phía khu 1 vừa anh Thanh tạo ra trước câu bộ anh em. Ai đây? Quang Hà. Phòng thủ tốt của cầu thủ Anh Trung. Người đập tốt mà người phòng thủ rất tốt. Gọi là trọng tài bắt lỗi của Độc Đắc sang chân. Điểm cho các bộ anh em 17-19. Bước một tốt của Idol. Thành Đạt. Vẫn còn. Tình huống phòng thủ tốt của cầu thủ đội. Idol Thông Thông. Và phòng thủ tốt của Đức Huy. Anh Trung. Rất hay. Rồi cầu Thành Trung đã mang điểm số cho khu 1 Tuyền Thành 20-17. Các cầu thủ khu 1 Tuyền Thành đang chơi hay. Bước 1 tốt của Đức Huy. Chưa được. Và chuyển hai khó nên là Quang Hà không xử lý thành công. Bóng ra ngoài và xử lý của Đức Huy đã ra ngoài. Rất đáng tiếc, điểm cho khu 1 Tuyền Thành 21-17. 4 điểm là khoảng cách mà câu bộ khu 1 Phương Thanh tạo ra trước câu bộ anh em. Rất bất ngờ. Cơ hội phản công. Độc Đắc. Phản công cho anh em Đức Huy. Bước 1 tốt của Thế Ngọc. Cơ hội phản công. Rất tiếc và nhảy lên đánh bóng vừa rồi của Phương Đinh Ngọc ra dẫm vạch. Điểm cho câu bộ anh em 18-21. Thành Đạt pha xử lý bóng an toàn. Rất không hiểu ý nhau. Vừa rồi là các cầu thủ bên phía câu bộ anh em đã để bóng rơi tự do. Rất đáng tiếc. Điểm cho khu 1 Nguyễn Thành 22-18.
Bóng ngoài sân. Điểm cho khu 1 Viễn Thành 23-18. Vậy là ông Táo về rồi. Các cầu thủ khu 1 Viễn Thành đang chơi rất hay. Quang Hà rất hay. Tình huống được bóng đẹp mắt của Quang Hà. Rồi Quang Hà đã lên tiếng dành điểm số cho câu bộ anh em. Một điểm số rất quan trọng để củng cố lại tinh thần cho câu bộ anh em. 19-23. Chắn tốt. Rồi cầu thủ Độc Đắc đã đánh bóng không qua tay chắn của Đức Huy. Điểm cho câu bộ anh em 20-23. Và phát bóng của Quang Hà đã ăn điểm trực tiếp. Điểm cho câu bộ anh em 21-23. Ai đây? Phương Đức Ngọc. Cơ hội phản công cho anh em. Bóng vẫn còn. Tình huống phòng thủ rất cố gắng của cầu thủ bên phía khung 1 Viễn Thành. Và bóng tốt của Đức Quý. Đức Quý là cầu thủ số 8. Vừa rồi tình huống đập bóng đẹp mắt để mang điểm số cho câu bộ anh em 22-23. Khoảng cách điểm số chỉ còn 1 điểm thôi. Và xử lý bóng tốt của Đức Huy. Đức Huy tình huống đánh bóng về cuối sân. Mang điểm số cho câu bộ anh em 23 đều rồi. Và điểm số là về thế cân bằng. Alo. Bóng vẫn còn. Bóng trong sân. Một tình huống xử lý tốt của Độc Đắc đã mang điểm số cho khu 1 Viễn Thành 24-23. Gọi là set point cho câu bộ khu 1 Viễn Thành. Cơ hội rất lớn để các cầu thủ bên phía khu 1 kết thúc trận đấu thứ nhất này. Ai đây? Rồi bóng khóa rồi. Cơ hội cho anh em. Pha phòng thủ tốt. Cơ hội phản công. Vẫn là cơ hội phản công kết thúc trận đấu. Thành Đạt. Hay quá. Vừa rồi Thành Đạt đã mang điểm số quyết định trong trận đấu thứ nhất này cho câu bộ khu 1 Viễn Thành 25-23. Và trong trận đấu nhất này là các cầu thủ bên phía khu 1 đã vượt qua câu bộ anh em. Hai đội sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi diễn ra trận đấu thứ hai. Vậy là chuẩn bị diễn ra trận đấu thứ hai. Trong trận đấu thứ hai này hai đội sẽ tiến hành đổi sân. Đội câu bộ khu 1 Viễn Thành là bên phía trái mình màn hình các bạn ra quân trang phục là áo xanh quần đen. Còn các cầu thủ bên phía câu bộ anh em là bên phía tay phải mình các bạn ra quân trang phục là áo đỏ quần đen. Vậy là trong trận đấu thứ hai này thì tôi nhận thấy là câu bộ anh em đã có sự thay đổi người, đó là Hoài Lam vào sân để thay cho Quang Hà rời sân. Còn các cầu thủ bên phía khu 1 Viễn Thành là vẫn giữ nguyên đội hình. Vậy là trận đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Trong trận thứ hai này thì câu bộ anh em người giao bóng trước. Độc Đắc. Bóng vẫn còn. Hoài Lam. Và đánh bóng đầu tiên của Hoài Lam trong trận đấu thứ hai này khi mới được tung vào sân. Khắc Long rất đẹp mắt. Tình huống đập bóng của Khắc Long đã chạm vào tay chắn của cầu thủ bên phía khung 1 ra ngoài. Điểm cho bộ anh em 1-0. Bước một tốt của Phân Đức Ngọc. Idol. Độc Đắc. Và đọc bóng của Độc Đắc trúng vào tay chắn của Đức Huy ra ngoài. Điểm cho khu 1. 1-0. Bước một tốt của Khắc Long. Hoài Lam. Hoài Lam qua khu đập cũng rất mạnh. Độc Đắc. Một pha bỏ nhỏ tốt của Độc Đắc đã mang lại điểm số cho khu 1 2-1. Độc Đắc đang chơi hay. Độc Đắc là cầu thủ trẻ chơi nổi bật nhất bên phía khu 1. Rất hay. Một pha chắn bóng tốt nữa của Độc Đắc. Độc Đắc đang mang lại điểm số thứ 3 cho khu 1 Yên Thành rồi. 3-1. Rất mạnh. Tình huống đập bóng uy lực của Đức Huy. Bóng loạt tay chắn cầu thủ bên phía khu 1. Điểm cho câu bộ anh em 2-3. Đức Huy là cầu thủ có lực đập mạnh nhất trên sân theo tôi quan sát đến phút này.
Bóng vẫn còn, một tình huống cứu bóng rất tốt của cầu thủ Thành Trung. Phản công cho đội anh em Khắc Long. Tình huống đọc bóng tốt của Khắc Long. Đăng này, theo chắn nào, theo chắn nào. Điểm cho cầu thủ anh em, 3 đều. Bóng vẫn còn. Idol thông thông và xử lý an toàn của Idol. Khắc Long. Tình huống bóng chưa qua lưới. Tình huống đọc bóng vừa rồi là của Khắc Long. Điểm cho khu 1 Tuấn Thành, 4-3. Đức Quý. Rất tiếc, tình huống đọc bóng có lực rất tốt của Đức Quý đã không qua lưới. Điểm cho khu 1, 5-3. Đức Quý. Tình huống chắn bóng vừa rồi của cầu thủ Thanh Trung, bóng đã ra ngoài. Điểm cho cầu thủ anh em, 4-5. Phát bóng của Hải Nam. Cơ hội phản công cho khu 1, Thành Đạt. Rất tiếc, tình huống là bóng của Thành Đạt đã không qua được lưới. Điểm cho cầu thủ anh em, 5 đều. Rồi, khoảng cách điểm số lại trở về thế cân bằng rồi. Ai đây, Thành Đạt. Bóng vẫn còn. Đức Quý. Một pha đánh nhẹ nhàng đã mang điểm số cho cầu thủ anh em. Và ghi điểm của Đức Quý, 6-5. Thành Trung. Tình huống đội bóng của cầu thủ Thành Trung đã ra ngoài. Điểm cho cầu thủ anh em, 7-5. Và là các cầu thủ bên phía cầu thủ anh em đã vượt lên với khoảng cách là 2 điểm. Rất tiếc, phá bóng của Hằng Thái lại ra ngoài. Điểm cho câu bộ khu 1, 6-7. Bước 1 tốt của Hằng Thái. Đức Huy. Một pha xử lý bóng tinh quái của Đức Huy đã mang điểm số cho câu bộ anh em, 8-6. Vậy rồi là cầu thủ độc đắc đã mắc bẫy của Đức Huy cho tình huống vừa rồi. Cơ hội phản công. Rất tiếc, tình huống đập bóng vừa rồi là của Phương Thiên Ngọc đã không qua lưới. Điểm cho câu bộ anh em, 9-6. 3 điểm là khoảng cách mà câu bộ anh em tạo ra trước khu 1 rồi. Idol. Rồi pha đập bóng của Idol lung tung đã không qua được tay chắn của Hoàng Thái. Hoàng Thái đã mang điểm số cho câu bộ anh em, 10-6. Độc đắc. Và là trọng tài yêu cầu phát bóng lại. Trọng tài yêu cầu đánh bóng lại bạn. Hưng Thế Ngọc. Chưa được. Một pha bỏ bóng rất khó chịu của Khắc Long. Rồi phản công cho Yên Thanh. Bóng vẫn còn, không được. Một lại pha xử lý bóng không thành công của cầu thủ bên phía khu 1 Yên Thành. Điểm cho đội anh em, 11-6 rồi, khoảng cách 5 điểm đã tạo ra rồi. Khắc Long. Bóng vẫn còn. Khắc Long. Vẫn là Khắc Long. Và trận bóng tốt của cầu thủ Thành Trung đã mang điểm số cho khu 1, 7-11. Gọi là cầu thủ Thành Trung đã ngắt được mạch liên điểm của cầu thủ bên phía câu bộ anh em. Đức Quý. Bước 1 tốt của Phương Thế Ngọc. Idol chưa thể tung ra cú đập. Bóng ra ngoài. Tình huống đập bóng của Đức Quý đã chạm mép lưới ra ngoài. Điểm cho khu 1, 8-11. Rồi phản công cho anh em. Rất tiếc, và xử lý bóng vừa rồi của Hoài Nam đã không qua lưới. Điểm cho khu 1, 9-11. Khoảng cách thì còn 2 điểm thôi. Rồi phản công cho anh em, Khắc Long. Và đánh bóng tốt của Khắc Long khiến cho Độc Đắc không phòng thủ thành công. Điểm cho anh em, 12-9. Ôi, phản công, Idol. Phản công cho anh em, Hoàng Thái. Chắn tốt, tình huống chắn bóng tốt của Thành Đạt. Với cầu thủ Thành Đạt
mang trang phục áo đen quần đen đã mang điểm số cho khung 1 10-12. Cơ hội phản công cho khung 1 Yên Thạnh. Và phòng thủ tốt của Hằng Thái. Ayo rất hay. Ayo thông thông lên tiếng. Một tình huống lên tiếng bóng rất đẹp mắt để mang điểm số cho khung 1 11-12. Vậy khoảng cách chỉ còn 1 điểm thôi. Những tình huống lên điểm liên tiếp của cầu thủ bên phía khung 1 phía Yên Thạnh. Ai đây? Đông Đức. Cơ hội phản công, Phương Tiến Ngọc. Và phòng thủ tốt của Đức Quý. Bước bóng tốt của Thành Đạt. Thành Đạt rất hay. Rồi Thành Đạt đã qua tình huống đồng bóng tốt, đập tay chắn cầu thủ bên phía câu bộ anh em ra ngoài. Điểm cho khung 1 12 đều. Và điểm số đã trở về thấy cân bằng rồi. Hai đội đang chơi rất ngang tài ngang sức. Chắn tốt. Tình huống chắn bóng tốt giữa cầu thủ Độc Đắc và cầu thủ Thành Trung. Tình huống theo bám chắn rất tốt của hai cầu thủ bên phía khung 1 phía tay mang điểm số cho khung 1 13-12 rồi. Vậy là các cầu thủ bên phía khung 1 đã vượt lên. Các cầu thủ khung 1 đang chơi tốt. Rất tiếc tình huống phòng thủ vừa rồi đã không thành công. Điểm cho câu bộ anh em 13 đều. Rất tiếc tình huống phát bóng không qua lưới của Đức Quy. Điểm cho khung 1 Phương Thanh 14-13. Đấy, các thủ khung 1 Phương Thanh lại vươn lên. Và phát bóng rất khó chịu của Độc Đắc. Hằng Thái. Cơ hội phản công. Idol. Rất đáng tiếc tình huống đội bóng của Idol lại ra ngoài. Điểm cho câu bộ anh em 14 đều. Điểm số lại trở về thế cân bằng. Bước một tốt rồi. Ai đây? Đức Huy. Idol. Và thủ tốt của Đức Huy. Bóng vẫn còn. Tình huống sang bóng an toàn. Cơ hội phản công cho anh em Đức Quý. Phản công cho đồng đội. Ôi, phản công cho khung 1. Ai đây? Đông Đắc. Vẫn chưa thành công. Cơ hội phản công cho khung 1 với anh. Ai đồng tông. Rất hay. Bóng đã chạm tay của Khắc Long ra ngoài. Điểm cho khung 1 với anh 15-14. Vậy là khung 1 với anh lại vượt lên rồi. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng răng rất hay. Khắc Long. Tình huống đội bóng ra ngoài. Điểm cho khung 1 Phiến Thành 16-14 và ra ngoài. Đang uống nước. Rồi phản công. Idol hay quá. Idol thông thông đang chơi tốt. Một tình huống đá bóng đẹp mắt của Idol Thông Thông đã mang điểm số cho khung 1 Phiên Thanh 17-14. Vậy là câu bộ khung 1 Phiên Thanh đã vượt lên với khoảng cách là 3 điểm trước rồi anh em. Một tình huống đá bóng uy lực của Đức Huy ra ngoài. Điểm cho khung 1 Phiên Thanh 18-14. 4 điểm là khoảng cách mà câu bộ khung 1 Phiên Thanh tạo ra trước câu bộ anh em. Rất bất ngờ. Vậy sau khoảng một thời gian dài bị dẫn trước thì câu bộ khung 1 Phiên Thanh đã vượt lên và tạo ra khoảng cách 4 điểm. Và phòng thủ tốt của cầu thủ Anh Trung. Rất đáng tiếc một tình huống đập bóng ra ngoài. Điểm cho câu bộ anh em 15-18. Bước một tốt của Phương Thế Ngọc. Phương Thế Ngọc rất hay. Phương Thế Ngọc có tình huống đập bóng rất tốt. Mang điểm số cho câu bộ khung 1 Phiến Thành 19-15. Hả? Hết xét đâu. Đánh đắp xét cơ mà. Rất tiếc tình huống xử lý bóng không qua lưới của Đức Huy. Điểm cho câu bộ khung 1 20-15. 5 điểm là khoảng cách mà câu bộ khung 1 Phiến Thành tạo ra trước câu bộ anh em rồi. Khắc Long. Rất tiếc. Dường như các cầu thủ bên phía câu bộ anh em đang tâm lý. Tình huống đập bóng ra ngoài của Khắc Long. Điểm cho câu bộ khung 1 21-15. Phản công Đức Huy. Bóng chưa qua lưới. Tình huống đập bóng không qua lưới của Đức Huy. Điểm cho câu bộ khung 1 Phiến Thành 22-15. 7 điểm là khoảng cách mà câu bộ khung 1 Phiến Thành tạo ra trước câu bộ anh em rồi.
Một khoảng cách tôi cho là rất an toàn. Một tình huống đập bóng ra ngoài nữa của cầu thủ bên phía câu lạc bộ anh em. Tình huống đập bóng ra ngoài của Đức Quý. 23-15 cho câu lạc bộ khu 1 Phường Thành. Khoảng cách đang là 8 điểm rồi. Thành Đạt rất hay. Thành Đạt đã đập vào tay chắn cầu thủ bên phía câu lạc bộ anh em ra ngoài. Điểm cho khu câu lạc bộ khu 1 rồi. 24-15. Chất bòi cho câu lạc bộ khu 1 Phường Thành. 9 điểm chất bòi. Tình huống lên tiếng rất đúng lúc của Khắc Long. Dành lại điểm số cho câu lạc bộ anh em 16-24. Khắc Long đã cắt được mạch lên điểm có cầu thủ bên phía khu 1 Phường Thành. Ai đó kết thúc chăng? Khắc Long. Và phòng thủ tốt. Rất tiếc. Tình huống xử lý bóng không thành công. Điểm cho câu bỏ nha 17-24. Rồi kết thúc trận đấu chăng? Ai đây? Tình huống chuyển hai khó nên đã không tung ra cú đập. Khắc Long đâm ra ngoài. Vậy là kết thúc trận đấu thứ hai này câu bộ. Vậy là tình huống đập bóng rồi của Khắc Long đã chạm tay chắn cầu thủ bên phía khu 1. Điểm cho câu bộ anh em 18-24. Anh ngồi xuống em anh rồi. Rất đáng tiếc. Anh ngồi ghế đi, ngồi ghế. Tình huống đập bóng không qua lưới của Phương Thiên Ngọc. Điểm cho câu bộ anh em 19-24. Một quả là kết thúc thôi. Ai đây? Idol. Rất hay. Vậy là Idol Thông Thông đã kết thúc trận đấu thứ hai này với tỷ số là 25-19. Tình huống đập bóng của Idol Thông Thông đã chặn tay chắn cầu thủ bên phía câu bộ anh em ra ngoài. Vậy là sau hai set cầu thủ câu bộ khu 1 Phường Thành đã vượt qua câu bộ anh em với tỷ số là 2-0. Với hai set. Set thứ nhất là 25-23 và điểm số set thứ hai là 25-19. Hai đội sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi diễn ra set đấu thứ ba. Văn Hiệp TV phát bóng. Một pha chắn bóng của anh Trường Lùn số 2. Bóng về. Tỷ số 1-0. Phát bóng chưa có lưới, Hữu Hà. Đổi điểm. Vẫn 1-0. Đổi giao bóng. 2-1. Ba một đổi giao bóng. Một pha xử lý gọi là lóng ngóng. Xuân Thái lâu không sờ bóng có vẻ lóng ngóng. Sáng ra đi tập với các cụ nhá. Bước 1 đẹp. Vẫn nguyên zin. Văn Hiệp, một cầu thủ mới nổi trong mùa giải năm nay. Tỷ số là 6-1. Tỷ số 7-1.
nghiêng vào đội khu 1 thành phố Yên Thành. Đổi giao bóng 27 nghiêng về câu lạc bộ Bờ Lao Dư. Tám một câu lạc bộ Yên Thành. Trọng tài nhầm. Ngoài nhầm lẫn là chuyện bình thường. Trong những ngày nắng sẽ có một ngày mưa. Phàm là con người không thể gọi là phàm là con người là không thể tránh khỏi sai sót được. Đổi giao bóng 48. Cầm gạch lém sang sân nhưng không sang sân. 58. Quang Đạt có làm gì được không? Bóng ngoài. 68. Vẫn là thông. Vẫn là thông. Văn Hiệp đang cho thấy mình là cầu thủ mới nổi trong mùa giải năm nay. Sau bao nhiêu năm gọi là đắp mộ cuộc tình như là vẫn là Quang Đạt. Đổi giao bóng 06 cho câu lạc bộ Yên Thành. Đập bóng chưa qua lưới. 11-6. Ngoài 71 cái của đội Bờ Lao Dư. Đập bóng trong sân 8-11 nghiêng về Bờ Lao Dư. Tên rất tiếng Anh. Xuân Trường. Chắn bóng về. Một pha chuyển lỗi. Xác định ngoài sân của chủ công Dân Vông. 10-11 nhưng mà đổi vào đâu cơ. Một
pha bỏ bóng thành công của Quang Đạt, cầu thủ đang gọi là trẻ nhất đội hình khu 1 Yên Thanh, năm nay mới có 11 tuổi. Bóng xác định ngoài, 13-10. Bóng ngoài, 14-10 liên đội Yên Thanh. Một pha bỏ nhỏ ngoài, bóng ngoài sân. Văn Thiệp phát bóng, 15-10. Một pha chắn bóng thành công. Mười sáu mười, tỷ số cách biệt là 6 điểm. Tỷ số 17-10. Phạm là con người không thể tránh khỏi sai sót. Bóng, bóng trong sân, đổi ra bóng, 11-17. Ngoài sân, bóng được xác định ngoài sân, 12-17. Một pha gọi là lém gạch xuống sân của Hữu Hà, đổi giao điểm đến 13-17. Chắn bóng về, 14-17. Tỷ số đã được cải thiện cho câu lạc bộ anh em. Chắn bóng về, 14-17. Bóng chưa được sang khỏi bên sân kia. Đập bóng ăn điểm, 18-15. Độc lắc, bóng được xác định ở ngoài sân, 16-18. 16-18. Không giàu nghèo gì một quả. Tốc độ đội bóng đang được nâng lên. Ai đây? Vẫn là Đức Huy. Giao bóng, 17-18, tỷ số sắp được cân bằng cho câu lạc bộ anh em. Số 4, Khang Long phát bóng. Một pha bỏ nhỏ của Độc Đắc, vẫn là chủ công thông thông, có làm được gì không? Thay béo, chắn bóng ngoài. Một pha đập bóng như vỗ đít.
pha không thủ lỗi của số 2 Xuân Trường. Một pha đập bóng của Văn Hiệp, cầu thủ trẻ của đội câu lạc bộ khu vực Yên Thanh. Năm nay được xác định 38 tuổi. 19 đều, vỗ tay. Trận đấu đang được trở về lại thế cân bằng không đều. Vẫn còn. Ai đây? Chủ công Thông Thông. Một pha chắn bóng về. Lần đầu tiên câu lạc bộ anh em được dẫn trước một quả. Xuân Thái phát bóng. Lại một pha bỏ nhỏ. Ai đây? Chưa xác định được ai đập. Hữu Hà. Một pha kẻ biên. Một pha mẹ bơi bơi như gọi là cá hồi ngược dòng. Ôi giời. Rất tiếc. Lần đầu tiên lại được dẫn đầu. 21-19. Ai đây? Lại Văn Hiệp, cầu thủ mới đổi. Ôi. Đây là một pha được xác định đập dưới lưới. Một pha bóng gọi là chí mạng. Mất khả năng sinh sản. Chắn bóng ngoài. Đổi giao bóng cho câu lạc bộ Yên Thanh khu 1. 20-22. Pha phát bóng đỏ. Một pha vét đĩa ngoài sân. Vét đĩa ngoài sân của Thông Thông. Đổi giao bóng 23-21. Một pha vét đĩa không thành công. Chắn bóng về. Báo. Cầu thủ Quang Đạt đang tỏ ra sức khỏe là đang thừa sức. Ai đây? Ai sẽ là quả ăn cái chốt đây? Vẫn chưa chốt. Rồi. Hữu Hà đã chốt quả cuối cùng. 25-21. Câu lạc bộ cuối cùng. Tỷ số đã được 1-2. Nghe trọng tài. Lật điểm. Đấy bắt vạch cho. Một không đang nghiêng về câu lạc bộ anh em. Hữu Hà phát bóng. Ai đây? Bóng chạm tay chắn ra ngoài. Cầu thủ đang có cân nặng gọi là nặng nhất trên sân. Nặng 120 cân. Tỷ số 2-0. Một pha bắt bước một lỗi. Xuân Thái đang cho thấy mình đang hồi pin. Vẫn là Quang Đạt. Vẫn là Xuân Thái. Bóng
4-0. 4-0 đang nghiêng về anh em. Một pha bắt buộc một lỗi. Đổi giao bóng cho câu lạc bộ khu 1 Yên Thành, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Câu lạc bộ đang có bề dày lịch sử. Đổi ra bóng 2-4 câu lạc bộ Yên Thành. Ba bốn phát bóng ngoài. Vẫn là Văn Hiệp TV. Một pha đập bóng ngoài của Hữu Hà. Bốn năm. Một pha đập bóng vào tay. Đổi giao bóng 6-4. Bóng chạm mang tên. Điểm 7-4 nhưng câu lạc bộ anh em thành phố Uông Bí. Câu lạc bộ có bề dày lịch sử khoảng 55 thành lập. Chắn bóng ngoài, đổi ra bóng cho câu lạc bộ Yên Thành, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Một đẹp. Bóng trong sân. 85. Một pha lưu bóng, chữa bóng. 95. Nhưng cơ độ như thế này. Chắn bóng về. Điểm 15. Câu lạc bộ Yên Thành đang khuyết một chân truyền hai. Văn Hiệp TV đập bóng chưa qua lưới. 11-5. Pha đập bóng của Văn Hiệp TV nâng điểm 6-11 cho câu lạc bộ Yên Thành. Câu lạc bộ anh em. Mười ba sáu.
14-6. Chặn bóng về. 17-6. 16-6. Xin lỗi, 16-6. 76. Liên câu lạc bộ Yên Thanh, thành phố Uông Bí. 8-16. Đây. Sẽ điểm rồi nha, 8-16 rồi. Tình huống chắn bóng tốt của Trần Tiến Đạt đã mang điểm số cho khu một Yên Thanh. 9-16. Tiến Đạt tình huống chắn bóng tốt. Chắn tốt. Bóng vẫn còn. Cơ hội phản công cho Yên Thanh. Và xử lý an toàn của Idol đúng không? Cơ hội phản công nhanh em, Hoàng Thái. Và bước một tốt của Tiến Đạt. Bóng vẫn còn. Cơ hội phản công, Tiến Đạt. Và phòng thủ rất cố gắng của Quang Hà. Quang Hà phòng thủ tốt. Và phòng thủ tốt nữa của Tiến Đạt. Rất hay, tình huống chắn bóng tốt của Hoàng Thái. Đã mang điểm số cho câu bộ anh em. 17-19. Khoảng cách là 8 điểm được các cầu thủ bên phía của anh em tạo ra trước đội câu bộ khu 1 phía này. Bước một tốt của Trấn Đạt, của Thanh Đạt. Bóng ngoài. Và xử lý không thành công của Hoàng Thái. Điểm cho câu bộ khu 1 Yên Thanh. 10-17. Idol phát bóng. Tiến Đạt rất mạnh và chắn bóng tốt của Khắc Long và Xuân Trường đã bồi hóa tình huống đập bóng vừa rồi là của Trần Tấn Đạt. Điểm cho các bộ anh em 18-10. Bước một tốt của Hải Đông Thông. Phản công Tiến Đạt cũng chưa được. Thông Thông, các cầu thủ bên phía câu bộ anh em đang phòng thủ rất tốt. Rất tiếc tình huống xử lý cuối cùng là của Trần Tấn Đạt đã không thành công. 19-10. Cơ hội phản công. Thế Ngọc. Và chắn bóng tốt của Đức Huy đã mang điểm số cho câu bộ anh em. 20-10 rồi. Khoảng cách 10 điểm đối với cầu thủ bên phía câu bộ anh em tạo ra trước câu bộ khu 1 Yên Thanh. Bước một tốt của Trần Tiến Đạt. Vương rất hay. Tình huống đá bóng tốt của Idol Thông Thông. Bóng đã chạm tay chắn cầu thủ bên phía câu bộ anh em ra ngoài. Điểm cho khu 1, 11-10. Vậy là Idol Thông Thông đã lên tiếng một tình huống đá bóng đẹp mắt. Vừa rồi là tình huống đá bóng đẹp mắt của Quang Hà. Quang Hà đã tình huống đá bóng mang về điểm số cho câu bộ anh em. 21-11. Vừa rồi Phương Thế Ngọc có cuộc điện thoại nên là Động Đắc đã vào thay cho cầu thủ Phương Thế Ngọc. Bước một tốt của Idol Thanh Đạt. Và đội bóng của Thanh Đạt đã chạm tay chắn của Khắc Long ra ngoài. Điểm cho câu bộ khu 1 Yên Thanh. 12-21. Bước một tốt của Đức Huy. Ai đây?
Hoàng Thái. Hoàng Thái đã tình huống đập bóng lọt tay chắn của cầu thủ bên phía đội khu 1, điểm cho cùng anh em 22-12. Trong trận đấu thứ tư này, các cầu thủ bên phía anh em đang chơi rất tốt, đã tạo ra khoảng cách 10 điểm trước câu bộ khu 1 Phú Yên Thanh. Hắc Long, tình huống chắn bóng ngoài của Idol Trung Thông, điểm cho câu bộ anh em 23-12. Vậy ông Táo đã về rồi. Khoảng cách 11 điểm được cầu thủ bên phía câu bộ anh em tạo ra trước câu bộ khu 1 Phú Yên Thanh. Một khoảng cách rất lớn. Vậy là Khắc Long phát bóng. Bước một tốt của Thanh Trung. Tiến đạt. Một pha xử lý của Quý Sơn. Của Sơn Trường đã phòng thủ tốt. Chắn tốt. Tình huống chắn bóng tốt của Động Đắc đã mang điểm số cho câu bộ khu 1 Phú Yên Thanh. 13-23. Còn thở là còn gỡ. Các cầu thủ khu 1 Phú Yên Thanh cố lên. Với một tốt Thành Trung. Ayo. Chưa được. Quang Hạ. Một tình huống đập bóng chạm mép lưới ra ngoài. Điểm cho khu 1 Phú Yên Thanh 14-23. Các cầu thủ bên phía khu 1 Phú Yên Thanh đang chơi rất cố gắng. Đức Huy. Tình huống đập bóng của Đức Huy đã loạt tay chắn. Điểm cho loạt điểm cho câu bộ anh em. Loạt rồi. 24-14. Loạt rồi, đặt đánh đi. Theo ông tài kìa nó. Theo ông tài kìa. Ôi. Vậy là set point cho câu bộ anh em rồi. Khắc Long. Vậy tình huống kết thúc set đấu của Khắc Long. Điểm số quyết định trong set đấu thứ tư này là 25-14. Vậy là sau 4 set, hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 2-2. Trong set đấu thứ 5 này thì hai đội vẫn thi đấu với hình thức là 25 điểm câu hỏi. 31 điểm à? Với 31 điểm câu hỏi. Vậy là hai đội sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi diễn ra set đấu thứ 5, set đấu quyết định. Trong hai trận đấu đầu tiên thì câu lạc bộ khu 1 Phú Yên Thanh đã vượt qua câu lạc bộ anh em. Và trong trận thứ 3, thứ 4 vừa rồi thì câu lạc bộ anh em đã giành lại những gì đã mất để săn bằng điểm số sau 4 set là 2 đều. Vậy là trận đấu thứ 5 đã chính thức bắt đầu. Điểm số đầu tiên được ghi cho câu lạc bộ khu 1 Phú Yên Thanh 1-0. Thành Đạt phát bóng. Trong set đấu thứ 5 này thì đội hình ra quân của khu 1 Phú Yên Thanh là bên phải màn hình các bạn. Ra quân gồm có cầu thủ Thanh Trung, Độc Đắc, Thành Đạt, Trần Tiến Đạt và Idol Thông Thông. Một đều. Còn các cầu thủ bên phía câu anh em là bên ra quân trang phục chủ đạo là áo đỏ. Gồm có Khắc Long, Xuân Trường. Hoài Lam, Đức Quý và Hoàng Thái. Vậy là trọng tài đã xác định điểm cho câu lạc bộ khu 1 Phú Yên Thanh 2-1. Chúng ta hãy tôn trọng quyết định của trọng tài. Hãy tôn trọng quyết định của anh em ơi, anh em ơi. Chúng ta hãy tôn trọng quyết định của trọng tài. Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng. Điểm số 2-1 cho khu 1 Phú Yên Thanh. Rồi phản công, Thành Đạt. Rất hay. Rồi tình huống Thành Đạt, cầu thủ áo đen quần đen đã mang điểm số cho câu bộ khu 1 Phú Yên Thanh với tỷ số với điểm số là 3-1. Thành Đạt qua tình huống đập bóng tốt khiến cho Đức Quý không vào đủ hình công. Tiến Đạt phát bóng. Hoàng Thái. Vừa rồi có tình huống tranh cãi giữa cầu thủ và cầu thủ hai đội và trọng tài. Một tình huống tranh cãi rất đáng tiếc. Thôi. Đúng gì anh? Cứ đánh đi. Anh xem. Thôi.
Rồi anh em mình tiếp tục đi, làm sao nhỉ, đánh lốt xác đi, thoải mái đi rồi. Anh em đánh thoải mái đi. Rồi hai bên có sự tranh cãi nên là yêu cầu trích va. Trích va nhá. Và tranh cãi lẩy lửa giữa các cầu thủ câu lạc bộ anh em và quyết định của trọng tài thì quyết định trích va. Sau khi trích va thì quyết định của trọng tài đã chính xác khi Trần Tiến Đạt đã nhảy lên đập bóng, bóng đã bật vào tay chắn của Xuân Trường, cầu thủ bên phía đội anh em ra ngoài. Như vậy là các cầu thủ bên phía câu lạc bộ anh em đã sai. Vậy là trọng tài này đã đưa ra quyết định cuối cùng là xử đội câu lạc bộ anh em thua cuộc. Khi trong set thứ 5 này thì đội câu lạc bộ khu 1 Phú Yên Thanh đang tạm dẫn đội câu lạc bộ anh em với tỷ số là 3-1. Vậy là sau 5 set thì câu lạc bộ khu 1 Phú Yên Thanh đã vượt qua câu lạc bộ anh em với tỷ số là 3-2. Một tình huống gián đoạn trận đấu rất đáng tiếc. Xin cảm ơn tất cả các quý vị anh chị của các bạn đã theo dõi trận đấu vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo.